thanh niên chích điện trộm chó bị phát hiện vẫn bình tĩnh dùng bình hơi cay xịt thẳng mặt người dân. Tình hình trộm chó đang diễn ra ngày một tăng, kẻ trộm ngày càng manh động khiến người dân khiếp sợ. Mới đây, một vụ trộm chó đã xảy ra vào buổi sáng sớm tại căn nhà trong hẻm đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo camera nhà dân ghi lại, đoạn clip cảnh hai thanh niên chích điện trộm chó trước cửa nhà dân khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Đáng phẫn nộ hơn nữa, khi bị người dân phát hiện, một trong hai thanh niên này còn manh động đến mức bình tĩnh lấy bình hơi cay rồi xịt trực diện vào mặt một người dân. Trao đổi với phóng viên, bà TTL, 51 tuổi, chủ nhân của chú chó bị trộm cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà mở cửa nhà để tưới cây nên chú chó chạy ra phía trước. Cùng lúc, hai thanh niên đi xe máy chạy đến, đối tượng ngồi phía sau dùng súng điện, tự chế bắn vào chú chó. Nghe tiếng kêu của chú chó, con trai bà L cùng người hàng xóm chạy ra thì bị đối tượng chạy xe máy lấy từ trong người ra, bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt rồi tẩu thoát. Bà L cho hay, con chó của tôi bị chảy máu đầu, vùng vẫy nên tên trộm không bắt được, hàng xóm không dám truy đuổi vì hai thanh niên trên rất hung hãn. Hơi cay sọc vào nhà, làm cho hai cháu nhỏ cùng người thân bà L trong nhà ho sặc sụa. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công an phường 12 cho biết sẽ cử cán bộ xuống hiện trường gặp nạn nhân để nắm thông tin vụ việc.